Hello everyone, my name is No. Nice to see you in this video from No Farm. Today in this video, we will learn about an industrial plant. Their fruit is bred for oil. It is palm oil with lots of wood use. Thank you.
Ngoài công dụng chính là làm dầu ăn và sản xuất xà phòng, thì cây cọ dầu còn một vài công dụng khác đáng chú ý khác. Đó là quả cọ sau khi đã lấy hạt có thể đem làm ẩm và nuôi nấm. Môi trường và dinh dưỡng để trồng nấm rất thích hợp. Còn cành và lá cọ dừa cũng là loại thức ăn ưa thích của dê. Cảm ơn các bạn đã xem video clip.